Nguyệt đã gia tăng lợi nhuận gấp đôi nhờ hai bí kíp quản lý thời gian của bậc thầy Jim Rohn. Bao nhiêu anh chị đang kinh doanh và cảm thấy mình luôn bận rộn với một núi những công việc hàng ngày và không có lại bất kỳ một cái thời gian nào để dành cho bản thân hay là dành cho gia đình. Trước đây khi người kinh doanh, người cũng rất là bận rộn với mọi công việc hàng ngày, mình làm từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ tối tới đêm, và không có thời gian để dành cho bản thân, chăm sóc bản thân, hoặc là không có thời gian dành cho gia đình. Ngày đó thì Nguyệt ước rằng là ước gì một ngày có 48 tiếng để Nguyệt có thể hoàn tất tất cả những công việc mà Nguyệt muốn. Nhưng mà điều đó không thể. Cho tới khi Nguyệt biết được môi trường câu lạc bộ Chặt Tay Hóa Vàng, Nguyệt học được hai bí kíp này, và nhờ có hai bí kíp này đã giúp cho Nguyệt biết cách quản lý thời gian và làm việc hiệu quả, và tạo ra cho Nguyệt thu nhập lên gấp đôi. Và anh chị nào đang trong tình trạng giống như Nguyệt thì hãy chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để có thể ghi lại những cái bí kíp này. Anh chị sẽ thấy nó rất là hiệu quả. Bí kíp thứ nhất, hãy liệt kê ra những cái việc mình cần làm vào mỗi cuối ngày hôm trước hoặc là đầu ngày hôm sau, và sắp xếp 5 cái công việc tạo ra tiền mình làm trước. Anh chị đã biết cái việc tạo ra tiền là những việc gì chưa? Nếu chưa thì hãy nhắn tin cho Nguyệt, Nguyệt chỉ ra cho các anh chị. Bí kíp số 2 cực kỳ quan trọng mà tất cả những người thành công trong kinh doanh họ đều ứng dụng cái bí kíp này, đó là tập trung hiện diện tại công việc đó. Để có thể tập trung trước khi làm, anh chị phải biết cách ra quyết định kết quả cuối cùng mình mong muốn từ cái công việc đó. Và Nguyệt đã học được cái cách ra quyết định để khách hàng mua hàng của mình. Anh chị đã biết cách ra quyết định chưa? Nếu chưa thì nhắn cho Nguyệt, Nguyệt hướng dẫn. Tập trung hiện diện tại công việc đó là như thế nào? Nguyệt lấy ví dụ, gọi điện cho khách hàng thì anh chị chỉ có tập trung lắng nghe cái mong muốn của khách hàng, chứ không có vừa gọi điện cho khách hàng vừa nấu ăn, hoặc là vừa nói chuyện với khách hàng, vừa ngồi nói chuyện với khách hàng nhưng mà lại vừa bấm điện thoại, thì đó không phải là sự tập trung. Từ khi Nguyệt áp dụng triệt để hai cái bí kíp này thì cái hiệu suất công việc trong kinh doanh của Nguyệt rất là tuyệt vời. Nhờ học được cái bí kíp ra quyết định trước khi mình làm mọi việc thì mình đã có được những cái kết quả như mình mong muốn, và chỉ trong thời gian rất là ngắn, Nguyệt đã có thể tạo ra cái thu nhập gấp đôi thu nhập trong công việc kinh doanh của mình. Anh chị nào mà mong muốn là mình quản lý thời gian hiệu quả thì hãy ứng dụng ngay cái bí kíp này.